Xin chào mọi người, tớ là admin của CL Tuyệt Ý Giao Dịch Chứng Khoán. Tớ chuyên nghiên cứu bắt đáy cổ phiếu để đem về lợi nhuận cho chính mình và nhà đầu tư. Một trong những kỹ thuật bắt đáy cổ phiếu đó là sử dụng cụm nến đảo chiều. Cụm nến đảo chiều được sử dụng trong phân tích kỹ thuật mà bất kỳ một nhà đầu tư nào trên thị trường chứng khoán cũng cần phải biết. Ở video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cụm nến đảo chiều mạnh mẽ nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ở vị trí đầu tiên đó là cụm nến Everting. Cụm nến Everting thể hiện sức mạnh của bên mua đang thắng thế rất là mạnh mẽ. Thường cụm nến Everting xuất hiện với những cổ phiếu đầu cơ cao, ví dụ cổ phiếu HAG của tập đoàn Horizonite, cổ phiếu HQC hoặc là cổ phiếu ITA. Khi mà có tín hiệu RSI phân kỳ cộng thêm cụm nến Everting thì các bạn có thể là xem xét mua vào. Ở vị trí thứ hai đó là cụm nến Hammer. Đối với cụm nến Hammer thì sử dụng khó hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải nhanh nhạy với thị trường. Thường cụm nến Hammer xuất hiện với những cổ phiếu bất động sản, ví dụ như DIG, GX hay DXG. Khi có tín hiệu MACD cắt lên cộng thêm cụm nến Hammer đảo chiều thì các bạn có thể là xem xét mua vào. Ở vị trí thứ ba đó là cụm nến nhấn chìm tăng. Đây là cụm nến thể hiện cho phe mua đang thắng thế hoàn toàn. Khi cụm nến nhấn chìm tăng xuất hiện thì các đội như tự doanh, khối ngoại hay nhà đầu tư cá mập lớn trên thị trường họ sẽ mua vào rất là mạnh, bởi vì họ cho rằng đây là vùng giá hấp dẫn đối với cổ phiếu của họ đang nắm giữ hoặc mua mới. Đối với ba cụm nến ở trên đây, mình sử dụng cụm nến nhấn chìm tăng là chủ yếu, bởi vì cụm nến nhấn chìm tăng thể hiện cho phe mua đang thắng thế hoàn toàn, và mình cũng tính ra xác suất thắng khi mua theo cụm nến nhấn chìm tăng lên đến 90%.